Hello, xin chào cả nhà. Em quá Cần Thơ miền Tây, chuyên gia bắt đầu cho dùng nội địa Nhật ha. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt ha. Cái con này là lúc trước em xài bình thường, em căng mấy cái đồ nhẹ nhẹ 1 ký, 2 ký đó, 2 ký là xài bình thường. Cái em để dưới đây nè, đồ nó đè lên giống như đè vô hoài nè. Nó hư lò xo hay là bị lỗi cái gì em cũng không biết luôn ha. Đó, ngoại hình thì nó hơi xấu ha, nhưng mà em không có sửa chữa gì trong đây chăng ha. Em chỉ tháo ra nè, bây giờ đi chụp hình quay phim cho quý khách coi vậy đó. Thấy tình trạng thì không có cong, không có mớp gì chăng ha. À, không biết lý do là sao luôn, ốc chích thì còn bình thường ha. Đó, đúng khoảng cái này lên cho số này nè mới đúng, mà sao giờ nó nhảy xuống đây luôn rồi, không biết lý do luôn. Rồi, nói chung bao nhanh lẹ ha. Em bán con này giá 100.000 chưa bao gồm phí ship ha, ship 30.000, ship toàn quốc. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài sữa hay nghiên cứu gì đó liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Còn một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào quý khách.